Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái phần mềm Zoom để mà học trực tuyến. Thì tôi đang lấy một cái máy ở đây, là ví dụ một cái máy của học viên đang sử dụng, và giáo viên chuyển cái đường truyền của Zoom qua Zalo cho các bạn chẳng hạn, hoặc là chuyển qua mail, hoặc là chuyển qua Facebook, vân vân. Thì bạn có được cái đường dẫn này, bạn click chuột vô đây. Rồi khi các bạn click chuột mở đường dẫn, thì nếu mà trên máy của mình đã cài cái ứng dụng Zoom này rồi nè, thì các bạn sẽ chọn là mở ha. Còn nếu mà máy mình mà chưa cài đặt á, thì các bạn click chuột vô phần download nè. Download thì khi bạn click chuột vô phần download này, nó sẽ tải về cho bạn một cái file, nó nằm ở phần dưới này nè. Các bạn click chuột vô, các bạn cài, click chuột vô cài, các bạn chọn run nó sẽ cài. Đó, như vậy sau khi nó cài xong thì nó yêu cầu mình là cái mã cuộc họp và tên của cái người của mình tham gia, là bạn gõ tên gì, thì lúc này bạn sẽ chọn ở đây. Đó, được chưa? Còn nếu như mà bạn đã cài rồi thì bạn bấm là open, là nó đã vô luôn cuộc họp rồi nè. Đấy, là bây giờ mình đã tham gia được cuộc họp rồi đấy. Rồi, rồi các bạn thấy là lúc nãy tôi đăng ký bằng cái tên Ngọc Hân, tức là chính cái máy này nè, tôi đăng ký bằng cái tên Ngọc Hân. Thì ở đây là ở bên máy giáo viên, người ta đã thấy được là một cái điện thoại để dùng quay cái bảng nè, một cái máy là của giảng viên nè, và một cái này là của học viên, là các bạn đây, các bạn tham gia vào thì trên máy giáo viên người ta sẽ thấy như thế này. Bây giờ các bạn muốn xem cái bảng giáo viên nói gì thì các bạn click chuột vô cái phần ở phía bên trên, các bạn chọn double click vô. Đấy, như vậy các bạn thấy là cái phần bảng là cái phần này. Đó, giáo viên người ta sẽ viết ở đây. Được chưa? Như vậy trên máy của các bạn sẽ nhìn thấy được cái phần bảng. Các bạn muốn trao đổi với giáo viên thì các bạn sẽ mở mic ra. Khi các bạn nói chuyện thì bên giáo viên người ta sẽ nghe. Rồi các bạn muốn mà bên giáo viên thấy được cái khuôn mặt của mình, ví dụ giáo viên muốn điểm danh là chẳng hạn, thì các bạn mở camera lên thì cái chỗ Ngọc Hân này nó sẽ thấy cái hình ảnh của bạn, và bên máy giáo viên người ta cũng thấy hình ảnh của bạn. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy là trong cái quá trình học mà chúng ta sử dụng máy tính rất là đơn giản. Khi mà chúng ta muốn kết thúc thì chúng ta chọn thoát khỏi cái phòng họp này. Và tôi hướng dẫn thêm các bạn sử dụng trên điện thoại Zoom. Thì bạn đã có Zoom nè, bạn có thể là tải cái Zoom này từ cái CH Play. Nếu mà máy của các bạn đã có rồi, khi bạn tìm Zoom, máy của bạn có rồi thì nó yêu cầu mở, còn không thì bạn cài đặt. Đó, thì khi bạn mở vô đây, bạn cài đặt rồi, thì bạn quay trở lại cái tin nhắn Zalo lúc nãy. Đây là cái tin nhắn mà giáo viên sẽ gửi cho các bạn. Các bạn chọn vào Zoom. Đấy, là nó đã tham gia vào cái phòng học của mình rồi đó. Như vậy khi mà các bạn tham gia vào cái phòng học ở đây, thì các bạn sẽ mở cái camera lên. Mở camera lên là sẽ thấy. Như vậy đây nè, đây là cái camera của mình trên máy điện thoại đây. Máy điện thoại chúng ta đã thấy camera. Và chúng ta kéo ngang qua. Đó, chúng ta sẽ thấy những cái camera của những cái thành viên khác. Camera của thành viên khác. Tại vì Ngọc Hân không có camera cho nên mình không thấy ở đây. Đó, được chưa? Như vậy thì nếu mà giáo viên người ta sẽ sử dụng cái ứng dụng để người ta trình chiếu một cái tài liệu nào đó, đấy, thì trên máy của mình các bạn thấy là trên laptop mình cũng thấy được cái nội dung của giáo viên trình bày, và trên điện thoại mình cũng thấy được cái nội dung của giáo viên trình bày. Giáo viên bên này làm gì là ở trên máy của chúng ta thấy được hết. Đấy, như vậy các bạn thấy là, một là các bạn sử dụng cái
camera mà giáo viên quay một cái bảng cho các bạn, hoặc là các bạn sẽ sử dụng cái màn hình mà giáo viên đang trình chiếu để mà xem cái tài liệu mà giáo viên đang muốn nói chuyện với các bạn. Rồi chúng ta sử dụng cái phần mềm Zoom cũng rất là đơn giản để mà học tập online. Sau khi mà chúng ta học xong thì các bạn có thể kết thúc lớp học ở đây. Còn bên điện thoại thì các bạn sẽ bạn chọn cái Leave ở phía bên trên, màu đỏ phía bên trên nè. Đó là bạn kết thúc cái lớp học.